quý vị và bà con đang theo dõi video clip của Hà Bưởi Ngon. Đây là quy trình ươm cây giống 1 năm tuổi của Hà Bưởi Ngon. Hà Bưởi Ngon mách nhỏ cho quý bà con một kinh nghiệm đi mua giống về trồng. Bà con nên mua vào tầm khoảng từ tháng 9, tháng 10, 11 và 12 âm lịch. Không nên đi mua vào tháng Giá Riêng 2, 3. Nhiều người nghĩ là mùa xuân và Tết trồng cây, nhưng không phải. Nếu trồng cây và đi mua cây giống vào mùa xuân, thường hay bị gia nộc non vào mùa xuân. Bà con đánh về trồng cây sẽ hay bị hiện tượng chết hoặc phải cắt bỏ đợt nọc xuân đó. Mà một đợt nọc xuân để ra được thường rất là lâu. Bà con để ý, đây là đã cắt bỏ một đợt nọc xuân, đây là cắt bỏ một đợt xuân. Nếu trồng vào mùa đông trong Tết thì quý vị bà con sẽ giữ được một đợt nọc xuân này, và khi đó rễ cây sẽ đang tích nhựa, không phát nọc nên là sẽ ít khi bị chết. Còn khi mùa xuân bà con đánh ở trong vườn cây giống về, lúc đó nhựa cây đã bung ra để hút chất dinh dưỡng và ra nọc non thì cây rất dễ chết. Và sau đây Hà Bưởi Ngon sẽ làm phép so sánh cho bà con rõ. Còn video bà con đang xem đây là số cây giống còn xấu nhỏ Hà Bưởi Ngon dọn vườn để ươm lại nuôi thành cây 1 năm. Còn những cây đẹp Hà Bưởi Ngon đã bán hết cho khách từ trong năm, còn một ít thì bán mùng 8 Tết đã hết. Còn đây là những cây xấu nhỏ. Đây là một ví dụ bà con khi mua cây giống ra mùa xuân, vừa cắt bỏ một đợt nọc này, vừa cây sẽ bị chết như thế này. Mặc dù Hà Bưởi Ngon làm rất là cẩn thận, nhưng đây bà con sẽ thấy này, cây đã bị chết rất nhiều. Đây, bà con biết là cây chết rất nhiều do lúc này nhựa cây đã bung ra rễ. Bà con để ý này, chết này, thối rễ hết đây. Nhưng nếu bà con trồng vào mùa đông thì cây sẽ tích nhựa ở trong, cho dù bà con có vỡ bầu đứt rễ cũng ít khi chết. Còn bây giờ thì chết này, bà con thấy này, tỷ lệ chết vào mùa xuân rất nhiều. Đây này, tỷ lệ chết vào mùa xuân rất nhiều. Mặc dù Hà Bưởi Ngon đã cắt bớt lá để giữ nước trong cây vẫn bị chết. Đây, chết rất nhiều luôn, không phải dễ mà làm được giống đẹp. Còn đây là cây 1 năm tuổi. Nhưng cây nhỏ như thế này Hà Bưởi Ngon dâm ra sau đó 1 năm thì cây sẽ được to như thế này. Bà con nhìn cây sau 1 năm thế này, khoảng độ tháng 10, 11, 12 bà con đến nhà Hà Bưởi Ngon sẽ lấy cây 1 năm tuổi là như này, rất to đẹp. Và Hà Bưởi Ngon sẽ cắt tỉa được 3 đợt nọc, tức là đã tạo tán cho quý vị bà con 3 lần cắt nọc nên là cây sum suê rất là đẹp. Về bà con trồng đã sẵn một khung cây như thế, cho nên là bà con rất dễ để tạo tán tiếp theo. Còn đây là những cây giống Hà Bưởi Ngon đóng bầu từ trong Tết thì bà con biết đấy, bây giờ đã ra được một đợt nọc xuân như này, rất là đẹp. Cây này không thể chết được nữa, bà con thấy đó. Trong Tết Hà Bưởi Ngon đã dâm, mặc dù chưa làm đất kịp để dâm hết ra vườn, nhưng mà Hà Bưởi Ngon dâm tập trung như này, cây đã rất là đẹp rồi. Đây là số cây Hà Bưởi Ngon đã dâm được từ trong Tết. Bà con có thể nhìn thấy cây đã ra nọc rất là đẹp. Để so sánh với cây trồng đang bây giờ Hà Bưởi Ngon đang dâm thì rõ ràng sẽ khác hẳn hoàn toàn, khác hoàn toàn. Cây không thể chết được khi đã ra nọc này, mà cũng là cắt tỉa cành tạo tán bấm vào như này, mà cây đã ra nọc rất là đẹp như này. Bà con sẽ biết
trồng cây vào mùa đông dễ tích nhựa, kể cả lúc đó bà con có vận chuyển làm vỡ bầu cây cũng không chết. Đấy, bà con thấy cây đã ra nọc rất là đẹp như thế này, nên hạt bưởi ngon hay khuyến cáo bà con nên trồng cây vào mùa đông sẽ tốt hơn rất nhiều so với đi mua cây vào mùa xuân. Và còn một điều nữa, nếu bà con không biết chỗ có uy tín để mua mà mua lại ở những cơ sở kinh doanh giống thì rất dễ người ta sẽ lấy giống ở vườn này hết, sẽ lấy cả vườn khác trộn vào, nên trong vườn có thể bà con mua một giống nhưng khi trồng sẽ xuất hiện rất nhiều giống khác nhau. Bà con không nên tin tưởng bất kỳ ai mà phải xét lại. Ví dụ bà con không thể nghe tin đồn rằng giống bưởi này rất là năng suất, chất lượng cao, thơm ngon, mà bà con nên ăn thử trước khi mua. Hoặc đến những cơ sở sản xuất giống phải có vườn cây đầu dòng, phải ở trong vùng sản xuất những giống đó và có kinh nghiệm để đủ để tư vấn cho bà con. Bởi vì những người đã có kinh nghiệm và nhiệt tình tư vấn cho bà con sống ở trong vùng sản xuất cây ăn quả đặc sản như thế, cộng với nhà mình phải có vườn cây ăn quả kiểu như nhà hạt bưởi ngon, thì mới có thể lấy được mắt ghép trên cây đầu dòng. Còn nếu không có mà ở rất xa vùng sản xuất, ví dụ như trên thị trường hiện nay rất nhiều nơi bán giống bưởi đường chín sớm của nhà hạt bưởi ngon, nhưng làm sao mà có thể lấy được mắt ghép, bởi vì ngay cả hạt bưởi ngon còn không đủ mắt ghép để ghép đủ nhu cầu của bà con. Vậy mà trên thị trường chỗ nào cũng thấy có. Đó là một điều bà con phải đặt vấn đề. Người ta sẽ lấy cây non để ghép mắt, thậm chí không phải giống bưởi đường chín sớm, người ta cũng sẽ nói sang giống bưởi chín sớm để bán được giá theo thị trường bây giờ đang rất là thích giống bưởi đường chín sớm siêu ngọt của hạt bưởi ngon. Đây là giống bưởi đường chín sớm, bà con biết này, lá này, đuôi lá rất là nhỏ, lá phần này to hơn. Đây là cách phân biệt qua lá bưởi đường chín sớm, đuôi lá nhỏ. Nếu những cây mà phát triển to, khỏe, chất dinh dưỡng lớn thì lá này rất là to, nhưng đuôi lá này cũng không to được, nhỏ hơn so với những giống bưởi khác. Đây là những cây hạt bưởi ngon làm thành cây 1 năm tuổi. Trong vườn này hạt bưởi ngon làm khoảng 4.000 cây 1 năm tuổi mà hiện tại vẫn chưa làm xong hết, và năm tới đây hạt bưởi ngon có khoảng gần 2 mẫu đất. Phía đằng xa có cỏ trước mắt quý vị đây, hạt bưởi ngon phát triển thêm diện tích để phục vụ bà con.